chào mừng các bạn quay lại với kênh của Sương Mù. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến một nơi mà các bạn bé chắc chắn sẽ rất thích. Đó là một nơi vừa học vừa chơi. Mục tiêu hoạt động của Science School là thúc đẩy sự tò mò về khoa học và tự nhiên, đồng thời nuôi dưỡng ước mơ. Các kiến thức khoa học tại đây được trình bày rất sinh động và còn có những hình thức tương tác hấp dẫn. Đây là khu về cơ thể con người, có những hình ảnh và video minh họa chi tiết về các cơ quan trong cơ thể. Ví dụ như đây là hệ tiêu hóa, hay đây là về việc em bé lớn lên trong cơ thể người mẹ như thế nào, theo ngày rồi theo tháng. Và còn có cả những mô hình để cho các bạn bé chơi xếp các bộ phận trong cơ thể để biết vị trí của nó ở đâu nữa. Hoặc là học về việc quả tim hay là hệ miễn dịch làm việc như thế nào thông qua trò chơi. Cách tâm thất, tâm nhĩ hoạt động như thế nào? Các vết thương được làm lành ra sao? Hay vai trò tiêu diệt vi khuẩn của bạch cầu? Đều được mang đến với các bạn bé qua trò chơi nên vừa vui vừa dễ nhớ. Ngay bên cạnh là khu về các con vật và cây trồng. Nếu các bạn muốn biết các con vật to lớn như thế nào so với mình, hãy đứng thử lên cái cân này. Ví dụ như là mẹ bé 50 cân thì chỉ nặng bằng chimpanzee thôi, còn một chú cá sấu châu Mỹ thì sẽ nặng gấp 3 những 150 kg cơ. Còn nếu nghĩ là mình chạy nhanh, bé hãy thử xem nhé. 4 giây 21 à? Gần nhanh bằng bạn chó pha gâu rồi đấy. Bạn ấy chạy hết gần 3 giây. Đi sâu vào một chút, có cả một bộ xương khủng long siêu to này. Còn có cả phòng nghe các cô chú kể chuyện về các sinh vật trong tự nhiên nữa. Còn bên này là các trò chơi liên quan đến kiến thức vật lý. Các bé có thể xem khi mình đánh đàn thì tạo ra sóng âm thanh như thế nào. Một vật bình thường khi nhìn ở những tần số ánh sáng khác nhau thì sẽ khác nhau như thế nào. Đây là sóng hồng ngoại. Hay là xem mô phỏng về việc hình thành vòi rồng, xoáy nước và còn rất nhiều trò chơi thú vị khác nữa. Nếu bạn thấy những khu vừa rồi hơi lớn so với bé nhà mình thì đây đã có một khu được thiết kế riêng cho các bé từ 2 đến 5 tuổi. Các bé có thể leo trèo, nghịch nước, chơi kính vạn hoa, hay là vào trong căn phòng tối. Và còn có cả một khu xếp hình siêu to nữa. Bên cạnh các trò chơi tự do, ở đây còn có rạp chiếu phim mini, chiếu những phim khoa học ngắn. Và trung bình khoảng 1 tiếng sẽ có một lần biểu diễn thí nghiệm khoa học, mỗi lần tầm 15 đến 20 phút. Bạn bé nào mạnh dạn tình nguyện lên tham gia thì sẽ có cơ hội được tự tay làm. Những thí nghiệm này thường là khá vui vẻ và dễ hiểu. Số lượng trò chơi trong Science World rất phong phú nên các bạn bé có thể dành cả ngày ở trong đây may ra mới chơi hết được. Chưa kể là chủ đề cũng thay đổi theo thời gian. Mỗi lần nhà mình quay lại đều thấy có những khu mới. Ví dụ như là tuần sau họ sẽ có triển lãm chủ đề về Lego. Nếu bạn nào thích Lego thì có thể ghé qua xem thử. Cảm ơn các bạn đã cùng mình dạo qua Science World. Đừng quên đăng ký bằng cách click vào hình chú sâu đáng yêu ở góc phải màn hình và nhấn subscribe nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.